Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể làm hồng má này, làm môi màu đậm hơn một cách tự nhiên nhất có thể. Và cái cách làm này thì cũng rất là nhanh. Đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cho mình cái công cụ là Lasso Tool, phím tắt là L. Sau đó là các bạn hãy khoanh cho mình các cái vùng mà các bạn muốn làm hồng lên. Và các bạn hãy vào cho mình hiệu chỉnh màu sắc và Covers. Sau đó là các bạn hãy đặt một điểm vào giữa và các bạn hãy kéo thấp phần màu của nó xuống. Chọn cho mình cái phần Mask. Ở cái phần Feather các bạn hãy tăng nó lên. Mình tăng cái Feather lên để cho nó hòa nhập tự nhiên vào cái nền của cái làn da của cô gái. Đây giả sử là được là như vậy. Rồi mình sẽ ẩn nó đi. Cũng với cái cách làm như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể làm được với môi. Thì các bạn cũng chọn vào cái layer background, sau đó là dùng lasso tool. Sau đó là các bạn vào lại cho mình cái phần covers. Rồi, các bạn cũng kéo thấp nó xuống. Đó, giả sử môi đậm hơn thì các bạn hãy kéo thấp xuống nhiều hơn. Rồi, tiếp đến là cái phần mask. Các bạn chọn xong phần mask, cái phần feather các bạn hãy tăng cái thông số để cho cái phần đường biên ở cái vùng chọn á, nó sẽ được là mờ đi. Đây là cái phần kết quả, còn đây là cái phần trước khi chúng ta chỉnh sửa này, còn sau khi chúng ta thêm. Rồi, cái màu sắc thì nó đậm đà hơn thì nó sẽ đẹp hơn. Và cái cách làm này thì các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được với những cái vị trí khác, ví dụ như là có thể là lông mày, hoặc có thể là đánh phấn mắt, hoặc là thậm chí là màu tóc, các bạn cũng có thể làm như vậy được các bạn nhé. Nhưng mà nếu mà làm tóc ý, thì cái màu nó sẽ không được như ý của các bạn mong muốn đâu. Làm tóc thì chúng ta có cái cách khác để chúng ta sử dụng rồi, nó sẽ tốt hơn vì cái tùy biến của nó sẽ dễ sử dụng hơn. Rồi, và cái nội dung của mình cũng chỉ có như vậy thôi. Bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé. Tạm biệt.